trời nãy em thấy anh chị thật má không đó mất anh chị. Hệ thống điện năng lượng mặt trời này được thiết kế để cung cấp cho phố cổ Hội An và trung tâm văn hóa Hội An. Nó sẽ giảm được chi phí sử dụng điện năng của lưới, và khi mà cắt mất điện lưới thì nó sẽ duy trì được theo công suất hiện tại thì nó sẽ duy trì được tầm 4 ngày cho khu phố cổ Hội An. Khi nguồn điện dư thừa thì nó sẽ phát ngược lên lưới. Thì theo thông tư của chính phủ thì hiện tại bây giờ là điện lực nó sẽ mua lại giá điện năng lượng mặt trời phát ra với giá tương đương là 2.081 đồng trên 1 kWh. Die Bundesregierung, also die Bundesrepublik Deutschland, unterstützt weltweit viele internationale Projekte, unter anderem dieses besonders in einem Programm, das sich nennt Nachhaltige Städtepartnerschaft Entwicklung. Darf ich noch sagen, man will also speziell die Städtepartnerschaft zwischen Hội An und Wernigerode unterstützen. Là cái dự án này là một cái công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa thành phố Hội An và thành phố Wernigerode của Đức. Thế thì cái mối quan hệ giữa hai quốc gia thì không gì phải bàn, nhưng mà phải nói rằng đây là một cái biểu tượng, một cái công trình rất là có ý nghĩa, thậm chí là ý nghĩa đặc biệt về cả cái kỷ niệm 5 năm và đặc biệt về cả hai đất nước, hai thành phố cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Làm thế nào để môi trường sinh thái càng ngày càng đẹp hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.